Còn không là tinh thần nó còn hại hơn là vật chất. Mày thiếu mày sẽ chết vì ngủ, vì thiếu ngủ, trước khi chết vì thiếu ăn. Đấy là chắc chắn về y học đó. Mày sẽ chết vì uất trước khi chết vì thiếu ăn. Đặc biệt nhớ điều đó. Nó ở cái chỗ là đầu tiên là căng thẳng, thứ nhì là stress, thứ ba là tâm thần và thứ tư là tự tử những cái lộ trình rõ. Uh, thì em cũng thấy là mày cũng cần phải sống hơn, cho nên là cái việc nghĩ cái, 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 cái tương đối thì chưa. Thế <laughs> lẽ sống nó rõ hơn rồi. Nhưng mà nếu mà mày ở căng thẳng là nó hại sức khỏe. Sau đó là khi nào mà chú làm việc căng thẳng đến cái mức như tao ấy, thì thỉnh thoảng nó xuất hiện cái cơn stress là một cái bệnh mình cảm nhận thấy rõ ràng hẳn thôi và không thoát mình ra là mình thua ai cũng có đời sống bí mật là chứ đó và nếu cô vợ mà cô thấu hiểu cái đó thì có nghĩa là mình thấu hiểu chồng mà nếu mình hiểu khách tại sao nó rất thích mà nó không xuống tiền thì mình phải thấu hiểu khách thì mới giải thích được chân lý đó như vậy là chú vẫn không để ý nếu trong một doanh nghiệp mà hệ giá trị mà nó với nhau không tạo được hệ giá trị chung tạo được hệ giá trị chung tức là tạo được văn hóa doanh nghiệp có thể nói rằng văn hóa doanh nghiệp là vũ khí tối thượng của một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đầu tiên là từ thằng tóm đầu không hiểu giá trị cái đó <laughs> nó đi nó mời người ta dạy toàn cái tao lão không sai nhưng không phải trật tự một trật tự một trong gia đình là hệ giá trị chung người ta gọi đó là gia phong còn nếu ở làng xã Thì người ta gọi là văn hóa làng Người ta gọi là Chung lại cái hệ giá trị của cái bản làng này Đấy Nó có điều ước Mày mà ngoại tình phát một con chồng Nó biểu hiện cái giá trị cụ thể trong nhận lỗi như vậy Vậy một công ty Mà chứa đựng nhiều người có lẽ sống khác nhau Đó là bài ta giảng về lẽ sống Trong cái bài lần trước khi giải tỏa cái khủng hoảng. Vậy thì nếu lẽ sống mà khác nhau, thì công ty nát bẫy, lẽ sống khác nhau chính là hệ giá trị khác nhau, giá, giá trị khác nhau tính là chính là văn hóa khác nhau. Nốt đồng loạt theo một cái dãy như vậy. Cho nên nhiệm vụ đầu tiên để lãnh đạo một tập hợp người là phải kiếm được những người đồng văn hóa. Nếu không đồng văn hóa, thì phải xây dựng và giáo dục đồng văn hóa. Vậy thì đã vào công ty tao Không có phẩm chất Đam mê khách hàng Cút Đúng sai tao không biết Nhưng phải đồng văn hóa với tao Công ty này Công ty số 2 Đã vào công ty tao Thì văn hóa đặc trưng là văn hóa sáng tạo Một văn hóa Mày cầm là của nhà chồng Một văn hóa cá nhân của con vợ Cộng với gia phong nhà nó Cộng với mày Hai bên nó chỏi nhau thế đấy Cho nên ở đây Đừng giải quyết sự vụ mà phải giải quyết một cách lai dai và âm thầm xây dựng một văn hóa mới của cái gia đình mới cho nên là những động tác thiếu dứt khoát và thiếu phương pháp như vậy là nó triền miên đến cuối đời có hai chữ thôi địa ngục giải quyết xong người ta ham về nhà chứ người ta không ham đi nhậu và ham đến công ty cuộc giành giật giữa gia đình và công ty mà tao là sếp tao sẽ dành thằng tâm về tao con vợ không có cửa Thế thì toàn bộ tao là chủ doanh nghiệp Tao sẽ lột toàn bộ sức sức vóc của mày Từ tâm hồn đến thể dạng Vì tao biết mà hết cửa rồi Vậy thì con vợ khôn ngoan là phải biến Thằng chồng khôn ngoan cũng vậy Phải biến gia đình trở thành thiên đường Tự nhiên người ta thích về nhà đó. Hiện tại Vợ chú còn trẻ Nó còn dẻo Chứ chú chưa tưởng tượng được 5 năm hoặc 10 năm nữa Nó khủng khiếp thế nào vì lúc đó nó ăn sâu vào cái miếng cao su nó lão hóa à. cho nên buộc phải giải quyết còn không thì chào thân ái ngay chứ không thì không thể để được mà để giải quyết thì nó chỉ có hai nguyên tắc ấy một là tuyệt đối phải kiên trì và thứ hai là giải quyết từ trong nhận thức giải quyết ra chứ tuyệt đối không nôn nóng và phải xem đi xem lại cái môn đó là tái cấu trúc làm đúng trật tự của môn đó thì mới ăn được rất nhẫn nại vậy đấy. Cho nên là cái nguy hiểm của chú nó có hai nguy hiểm. Một là như ta vừa nói nó nát bấy thần kinh ấy. và cái thứ hai là đứng về mặt xu hướng, ấy, càng lúc nó càng tệ. Nó do cái mặc cảm của mỗi người và thứ nhì là nó do cái nhận thức của mỗi người càng lúc nó kéo càng xa. Nó càng xa thì cái đấy nó càng khủng khiếp Còn bây giờ mày mới cảm thấy khủng khiếp Vì nhận thức của tâm chỉ đến thế đấy Nếu nhận thức của tâm là của Lê Thẩm Dương Thì tao tao sẽ đau đầu gấp 10 lần mày Cái khoảng cách nó càng lúc nó càng xa thì càng khốn nạn Cho nên phải giải quyết ngay Mà giải quyết ngay là phải động binh là một cách từ nhận thức Và kiên nhẫn hết đấy. Mày có hiểu ý tao nói không? Cho nên gỡ chỉ có hai cái gỡ thôi Rất kiên nhẫn Và thứ hai từ trong nhận thức nhận thức ra Đấy Một là nhận thức Sau đó là những thỏa ước tạm thời Ừ thì bây giờ trước mắt em cứ làm cái này đã Và anh cũng phải làm Vậy thì tóm lại là anh nhường cái này thì em nhường cái này Xong nó tiến dần tiến dần Sơ kết rút kinh nghiệm mãi Xong bắt đầu dập 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 nó mới ra được Phức tạp lắm đấy Cho nên là tại sao mà trong khoa học nhân sự thằng nào là lãnh đạo cỡ hàng đầu thế giới nếu bạn xem là thằng 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 tổng của apple người ta viết về những nhược điểm của cậu thì các bạn thấy khủng khiếp thế nhưng đổi lại cái mặt phải của nó trong quản trị lại cũng khủng khiếp luôn. cho nên là có người nào hoàn hảo đấy thì dạo đầu buổi sáng chỉ cho các chú chính xác cái hành vi phải làm mà không làm nó thua như thế. thế còn lại cái chỗ nhượng bộ là chỉ nhượng bộ ở đặc tính thôi. Nam là sao hỏa mà nữ là sao kim thì mình chấp nhận cái giới tính ấy chứ đòi giới tính như nhau là không được. trường doanh nhân Pia